Dân mạng khen Hương Giang nức nở sau phát ngôn bóng gió về người thứ ba. Mới đây trên story của Hương Giang đã có phát ngôn đầy ẩn ý về người thứ ba. Ngay sau khi phát ngôn về vấn đề này, cộng đồng mạng đã thể hiện quan tâm rất đồng tình với cô ca sĩ chuyển giới. Nội dung nguyên văn những lời chia sẻ của Hương Giang: mình không bao giờ quan tâm đến người thứ ba, vì nếu người đàn ông không đồng ý thì không ai có thể tự nhiên trở thành người thứ ba được. Cho nên người thứ ba không bao giờ có cơ hội tiếp xúc với mình, trừ khi người thứ ba đó là bạn thân của bạn. Ngay sau khi những lời chia sẻ về người thứ ba của Hương Giang đăng tải trên story đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ phía cộng đồng mạng. Rất nhiều người để lại những bình luận đồng tình với quan điểm mà Hương Giang đưa ra. Đúng quá chứ gì nữa. Hay quá chị ơi, phát ngôn câu nào chuẩn câu đó. Đúng đúng, mẹ tao cũng hay bị giật chồng lắm, người giật toàn bạn thân mẹ tao thôi, đến cuối cùng sau 20 năm đau khổ, mẹ buông tay. Và ba tao với những người bạn thân cũng bay màu luôn rồi, vì quá tin, tin bạn quá nhiều là một cái ngu. Công nhận luôn đó. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng, người thứ ba mà Hương Giang nhắc đến chính là nữ ca sĩ Bảo Anh, người đang có tin đồn làm tan vỡ cuộc hôn nhân giữa ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy. Liệu rằng những lời nói đầy ẩn ý của Hương Giang phần nào khẳng định thêm một lần nữa, Bảo Anh chính là nguyên nhân khiến vợ chồng ca sĩ bụi bay vào mắt đường ai nấy đi. Dù sự việc thế nào thì vẫn chỉ là nghi vấn và đồn đoán từ cộng đồng mạng, chúng ta vẫn nên chờ sự lên tiếng chính thức từ người trong cuộc.